Vâng, em lại tiếp tục gửi đến các bác ở đây là một cặp loa Pioneer rất là nhỏ xinh và giá rất là rẻ, nhưng mà nghe nhạc cũng rất là hay. Các anh có thể đã về ghép với các cục công suất mini ở nhà được nhé. Đấy, trong quá trình nghe nhạc thì xin mời các anh cùng nhìn qua cái ngoại hình của con loa này. Đấy. Con này thì là có công suất là 20W trở kháng là 6 ohm nhé. Đấy, công suất này thì với cái bức này thì các bác có thể là treo nó lên cao để các bác mở trong một con cà phê rất là hợp lý, hoặc là mình ghép các cái cục công suất mini để mình nghe nhạc phòng ngủ rất là hay nhé. Cho đời ta chút thương, thế giới lớn thế này, mình lạc nhau có phải muôn đời. Bên này hàng mới về em chưa kịp lau đi, nó vẫn hơi bẩn đi, các bạn thông cảm đi. Quên mất, còn cái mặt đấy lại quên không lau. Đấy, con này nó có tên là Pioneer SC2 nhé. Xin cho ta chút thôi. Cái căng này thì nó hơi khó cậy nên sẽ không cậy ra nhé. Nói chung là nếu như mà nó bị rách cân hay cái bị gì đấy thì là mình chỉ cần nghe mình biết ngay, bởi vì là để mà rách cân thì không bao giờ loa nó tròn được tiếng như này, nó sẽ bị rè, nó sẽ bị e ngay. Nhưng mà con này thì em khẳng định là nó vẫn còn tốt nhé. Đấy, nghe là biết. Xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Đấy, con loa này thì để dùng phát nhạc cho con cà phê rất là hay này. Ngày vẫn thế mà tiếng nói, nụ cười người. Hoặc là nghe phòng ngủ nhỏ nhá, okay. Chiều mùng nắng gió vẫn khẽ hát, thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người. Đời như một giấc mà mãi không tan vì người. Hay quá. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Chờ giữa quân xa bên đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin cho ta chút thôi, chút thôi. Bình minh đến non ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu và bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế mà tiếng nói, nụ cười người phơi bao nhiêu buồn vui. Chiều mùng nắng gió vẫn nghe hát, thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người. Quá rõ nét luôn. Đợi như một giấc. Đây, thử một bản nhạc nữa có tích nhé. Những cái bản này là mình nghe những cái bản nhạc nó dịu dặt như này rất là hay. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em tha sắc thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu. Các anh nghe chờ em một tí nhá, em đã có cuộc gọi một chút. Ok nhá. Đấy, chúng ta tiếp tục này. Cái này nó hoàn toàn là hát live ngoài trời nhá. Ôi trời ơi, anh lại anh khách nhảy gọi. Vâng nhá. Cái này là mình nghe hát live này. Đấy, tức là nghe hát ngoài trời luôn này. Một cái biểu diễn ngoài trời. Cái cô ca sĩ này là cô Hoàng Minh Di nhá.
bạn này là một bạn ca sĩ mà có thể nói là khá thành công. Khi bóng ma rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu muộn tiếng Anh luôn các bạn. You look at me and baby wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I watch your cover, I can spread the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Baby, I don't wanna be just a man and a baby, yeah. Con Bioner C2 này thì kích thước ở đây, quên không nói kích thước cho các bác. Chiều ngang của loa là 13. Chiều sâu là 22. Gần 23 chứ. 23 rồi. Đấy, chiều cao của nó là đi 23. Đó. Đấy, như vậy là cái loa nếu mà em đoán không nhầm thì loa bass ở trong nó sẽ khoảng tầm bass 10. Bass 10. Hoặc là bát 8, bát 9 thì để nha. Đây, ô đây, ok, đây là con Bioner C2 nhá. Thì giá của con này thì rẻ thôi, 600 thôi. Bên này có 300 loại, 300 nghìn một cái loa này thôi. Bác nào mua liên hệ cho bên em nhá. Về làm loa chợ đời, hoặc là làm loa phát nhạc ở quán karaoke, à các quán cà phê, hoặc là mình nghe trong phòng ngủ đều rất ok nhá. Ghép với các ống mini đều được, ghép âm đi cũng được nhá. Ok nhá. Xin chào các anh.